Ừ, như mình có hứa là sẽ hỗ trợ cho những khách mua HG để hạ servo xuống xuống cầu. Nhưng tại sao hạ servo xuống cầu thì có clip rồi, các bạn xem ở phía dưới, mình có thể mình bỏ trong cái phần mô tả, đảm bảo để cho cái lực từ servo truyền ra bánh lái là tốt nhất, nếu không là nó bị sóng sóng sườn hết. Vậy thì cái bộ mà mấy bạn dùng để hạ servo xuống cầu, cái phần bát servo mấy bạn đã có rồi. Lưu ý là chúng ta phải cắt, nó tổng cộng là bốn cái nhô này ra, là cắt cho nó bằng để cho thằng này chạy lên chạy xuống không bị đụng vô hai cái cây sườn. Cái này đó mấy bạn phải tự làm. Rồi cái phần mà mình bán để cho mấy bạn hạ servo xuống cầu thì cũng đơn giản thôi. Đó, là có hai cái ống này, hai cái ống phía trong là 3 ly, phía ngoài là 5 ly. Đó. Chiều dài của nó là một phân, tức là 10 mm. Hai con ốc, một hai con ốc 3 ly, dài 20 ly. Và hai con ốc cộng với tán 2 ly. Và một cái miếng này. Đó, chỉ có vậy thôi là mấy bạn làm được cái servo xuống cầu. Thứ tự bắt thì cái này mình bắt vô đó nè, siết ốc lại. Rồi sau đó là nguyên cái này mình đem mình bắt vô trong cái cầu. Trước đó là có hai, xin lỗi, mai mốt mấy cái này là mình đổi thành cái ống rồi, nó không có rời rạc như thế này. Cái này clip này mình làm trước khi mình làm kia để cho nó liên tục. Rồi cái ống một ly này chúng ta bỏ vô trong chỗ mà bắt ốc rồi, rồi sau đó mới tới cái thằng này, rồi sau đó bắt ốc vô, là coi như cái này là cái bát. Cái này sẽ làm cho cái bát này cách ra cái lỗ mà bắt ốc cầu, còn lại chúng ta sử dụng con ốc 20 ly này chúng ta bắt vô lại là xong, đủ cứng rồi. Rồi thì mai mốt là đối với các khách mua HG thì mình hỗ trợ việc servo xuống cầu nếu mà khách muốn, và cái bộ này mình cũng bán lẻ luôn. Tại vì không phải mấy bạn không làm được, mà mấy bạn phải, nếu mà ai độ chế quen thôi không nói, tại vì những người độ chế quen, thứ nhất họ biết cách làm, thứ hai quan trọng hơn là họ có sẵn những cái nguyên liệu này. Mấy bạn, cái này ví dụ như giờ mấy bạn có miếng nhôm nhỏ này, nó nhỏ xíu à, nó chia ra giá thì nó không nhiêu tiền, nhưng nếu mấy bạn mua thì mình đâu thể nào mình bán lẻ cho mấy bạn miếng nhỏ được. Miếng là 2 ly, diện tích nó là 20 x 20 cm. Đó, nguyên một miếng như vậy. Rồi xong rồi mình sẽ thông báo để cho những ai mua CHG hay là những bạn muốn mua